Sau khi bạn cài đặt Microsoft Network 4.0 vào máy, bạn hãy restart computer, rồi bạn trở lại bỏ DVD AutoCAD vào ổ chứa DVD máy tính của bạn, đợi giây lát. Quá trình autoplay nó sẽ tự động run. Bạn đưa mouse kích vào option Run Setup. Bạn hãy click ngay chữ Z. Bây giờ cái khung thứ hai xuất hiện, bạn đưa mouse kích vào chữ Install. Khi nó nổi cái phần License Agreement, bạn đưa mouse chọn lấy Option I Accept. Tiếp tục kích chữ Next bên dưới. Ở đây nó đòi hỏi bạn là hai option, một cái là đòi hỏi 30 ngày. Nếu bạn có cái phần storage như product key của nó thì bạn bỏ vào. Nếu bạn có thì theo cái dĩa này Trường bỏ trong DVD, Trường mới mở cái DVD của Trường lên. Và mở ở vị trí open nó. Tìm đến một folder màu vàng có tên là RAR. Ở đây nó có một cái phần NOS World 3. Bạn hãy mở nó lên. Rồi tạm thời đóng cái này xuống phía dưới. Bạn thấy ở ngay vị trí này bạn sẽ thấy phần serial number của bạn. Nó có 3 số thì Trường chọn ở số chính giữa. Trường mới copy nó, hay bạn có thể ghi xuống cũng được. Trường copy nó, Trường mới paste vô cái khung serial number đầu tiên này. Kế tiếp là ở phía dưới này cũng làm tương tự, bạn copy rồi dán vào ở phần đuôi của serial number này. Bạn thấy cái dấu màu xanh nổi lên, có nghĩa là nó hợp lệ. Tiếp tục bạn highlight phần product key, bạn cũng copy nó rồi đem dán vào phần product key. Xong xuôi, bạn hit chữ Next phía bên dưới này. Ở vị trí này, nếu bạn muốn cài phần nào thì bạn mark vô vị trí đó. Ở đây nó để sẵn phần AutoCAD cũng giống như phần Autodesk Invent. Bạn chỉ việc hit chữ Install. Bây giờ quá trình nó sẽ tự động cài đặt. Xin bạn hãy kiên nhẫn đợi.
Bây giờ đã xong, mình chỉ việc click finish. Bước kế tiếp là mình sẽ activate cho nó. Để activate cho phần mềm AutoCAD 2012 thì bạn hãy đưa mouse click vào ở vị trí icon desktop shortcut thì nó sẽ nổi lên một cái khung đòi hỏi bạn activate. Để activate thì đầu tiên bạn hãy lock cái internet của nó, đừng cho nó nói với mạng, hoặc bạn rút dây ở phía sau đít của computer bạn ra. Liên tục bạn kích vào chữ activate. Ở đây bạn mark vào ở vị trí I have read Autodesk. Rồi bạn hit continue. Đến option này thì bạn chọn I have an activate code. Đương nhiên là bạn phải pass vô ở vị trí ngay khung này. Rồi bạn mở computer ở ổ đi. Bạn mở phần rack của nó có tên là SF ở Desk 2012. Thì bạn lướt bên tay phải, kích vô phần Run as Administrator. Bạn lướt chữ Z. Bạn mới hít vào chữ Member Path. Nó kêu Successful Path. Bạn hít OK. Xong xuôi, bạn hãy copy cái code của nó ở ngay vị trí này. Bạn hít chữ Ctrl C là nó sẽ copy trên bàn phím. Rồi bạn mới đem dán vào ở vị trí Request Code ở đây. Bạn đánh Ctrl V trên bàn phím. Liên tục bạn hít phần Generate ở phía dưới này thì tất cả các code nó xuất hiện. Bạn mới highlight cái code này. Bạn hít Ctrl C rồi mới đem dán vào ở vị trí số 1 ngay đây. Hít Ctrl V để cho nó bát vào. Bây giờ khi nó đã dán vào đầy đủ thì bạn hãy hít chữ Next phía bên dưới này. Bây giờ bạn thấy cái license nó đã activate thì bạn chỉ việc click chữ Finish ở phía dưới này. Bây giờ bạn thấy nó đã xuất hiện. Bạn thấy nó work rất good. Để thử nó thì trường Maxua tắt cái này trước đã. Coi như là phần này đã hướng dẫn xong. Xin hẹn các bạn ở phần các bài hướng dẫn Activate khác.